Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là lịch thi đấu kết quả bảng xếp hạng vòng 2 V-League 2024-2025 ngày 23 tháng 9. Vào tối ngày 23 tháng 9 năm 2024 đã diễn ra 3 trận đấu tại vòng 2 V-League với các kết quả như sau. Tiền đạo Theo Van Mano đã ghi 3 bàn để giúp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng. Với 3 bàn trong trận đấu này, Kêu Van đã đuổi kịp Nguyễn Tiến Linh trong danh sách vô phá lưới mùa giải 2024-2025. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành được 6 điểm, là một trong số ít câu lạc bộ giành được toàn thắng sau 2 vòng đầu tiên. Còn huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chưa biết thắng từ ngày đưa Đà Nẵng quay trở lại V-League 2024. Câu lạc bộ Bình Định đã nhận thất bại 1-2 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân nhà. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Quang Huy vẫn chưa có đường điểm nào và tạm xếp chót trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với 4 điểm, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên đứng ở vị trí thứ tư. Vào lúc 18 giờ ngày mai, ngày 23 tháng 9 năm 2024 sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng tại vòng 2. Câu lạc bộ Nam Định trên sân nhà sẽ gặp câu lạc bộ Quảng Nam. Bảng xếp hạng V-League 2024-2025 mới nhất. Với 6 điểm cùng hiệu số cộng 6 sau 2 lượt trận, Hoàng Anh Gia Lai đứng vị trí số 1. Vị trí thứ 2 thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi có được 6 điểm và hiệu số cộng 3. Có cùng 4 điểm sau 2 lượt trận, Bình Dương, Viettel, Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Có cùng 3 điểm hiệu số là 0, Hà Nội, Thanh Hóa đứng vị trí thứ 6, vị trí thứ 7. Vị trí thứ 8 thuộc về Hải Phòng khi có được 2 điểm. Có cùng đường 1 điểm, Công an Hà Nội, Đà Nẵng đứng vị trí thứ 9, vị trí thứ 10. Vị trí thứ 11 thuộc về Sông Lâm, Nghệ An khi có được 1 điểm. Chưa giành được điểm số nào, Nam Định, Bình Định, Quảng Nam đứng 3 vị trí cuối cùng trên bảng tổng sắp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và đồng chuông để nhận được những thông báo mới nhất về lịch thi đấu, kết quả cũng như bảng xếp hạng V-League 2024-2025. Xin chào các bạn.